Rồi cô bác ơi, bữa nay cô bác thấy gì chưa? Đây, lần đầu tiên trong cuộc đời cô bác ơi mới biết được cái này nó cấu tạo ra sao và bên trong nó có những gì cho cô bác. Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. Sống mấy mấy chục năm trên đời lần đầu tiên mới thấy ở bên trong của một cái tivi nó có cái này nè cô bác. Cái tấm lưới nè. Cái này là cái tivi CRT cũ ngày xưa đó cô bác. Để mình đem cái này cho cô bác dễ xem nè. Im cô phút. Ra ngoài. Nó đòi vô nhà đó cô bác. Mà mình đóng cửa là không cho nó vô, nó la gì đó. Im nha. La ó hoài sao tao quay phim được. Tới đây tao nhiều chuyện. Rồi cô bác. Cô bác thấy. Im coi. Mình là ố hoài đi chơi. Cũng sorry cô bác nha. Nó là ố hoài. Mình ở đây mình bán ve chai hết rồi cô bác. Còn hai cái bóng đèn hình này thì dạ dĩ nhiên là ve chai, người ta đâu có mua cái bóng đèn hình để làm gì. Ngày xưa thì người ta còn mua những cái dạng mà thủy tinh gì nè cô bác, nhưng mà bây giờ người ta không có mua thủy tinh nữa. Thành ra ở dưới sông đó cô bác, ở dưới sông mình thấy người ta thả trôi cái này rất là nhiều luôn. Ta trôi mấy cái bóng màn hình CRT ngày xưa ta trôi rất là nhiều. Còn ở đây thì mình có hai cái tivi cũ 21 inch ngày xưa đó. Mình đã tháo lấy đồ điện tử ra cô bác. Còn mấy cái lặt vặt thì bán về chai. Còn cái này để mình lặt lên cô bác xem. Đây cô bác xem thì cho nó dễ nha. Đây. Đây là cái bóng đèn hình hả cô bác. Đó, bóng đèn hình ngày xưa đó. Kêu bằng TV CRT. Sau này thì người ta phát triển là TV plasma, TV LCD, TV LED. Nó trải qua 3 4 đời rồi, không cô bác? Đầu tiên TV CRT trắng đen, tới TV màu, tới TV plasma, tới TV LED. Tới TV LCD rồi mới tới LED, màn hình LCD á, tức là mỏng á, rồi mới lên đó màn hình LED. Thì cái nếu như theo cái nguyên lý hoạt động á thì đây, để mình lấy cái thước mình đo cô bác xem nha. Rồi cái kích thước nè, cô bác sẽ thấy ngạc nhiên luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời chắc cũng nhiều cô bác cũng chưa từng biết ở trong cái màn hình CRT nữa có gồm có những gì, để mình đo thử cái độ dày của cái màn hình cho cô bác thấy ngạc nhiên luôn nè. Độ dày dày khủng khiếp đúng không cô bác. Ở đây là nó tới 1 phần 3 lần đó cô bác, cái khủng khiếp không? Cái độ dày của cái này tới 1 phần 3 lần nè, tức là 13 mm đó cô bác, nó dày 1 phần mấy lần nè, khủng khiếp không? 1 phần 3 lần. Còn nếu như ở mấy cái mí này nó còn dày hơn nữa nè. Mí này nó còn dày hơn nè, cô bác này. Thấy khủng khiếp không? Đây này. À, đây. À, nó cũng tương tự vậy cô bác. Nó hơi nhín hơn chút xíu mà. Rồi vô trong thì nó hơi mỏng hơn chút xíu. Mép ngoài thì nó dày hơn chút xíu. Mép ngoài này có thể nó phân ba mấy rồi. Cô bác thấy nha, mà cái này nó nguy hiểm lắm nha cô bác. Cái này là thủy tinh nha, bén dữ lắm nha. Nó cắt vô mình là sợ là cầm máu không được. Là tại vì ở trong này nó có một lớp phosphor, cô bác thấy nè. Nè, lớp phosphor ở dưới nè cô bác. Phosphor này ha. Thì cấu tạo của cái tivi CRT là nó có cái cùi ở phía sau nè, cô bác thấy nè. Thì chút xíu mình sẽ đập thêm một cái này nữa để cô bác thấy ở bên trong nó có gì nha. Còn cái này thì nãy mình đập rồi, mình khám phá một cái dạng em yêu khoa học á, mình khám phá thử trong này có cái gì, nhưng mà thấy nó lạ quá. Nhiều khi nó thiệt mình nghĩ là chắc rất rất nhiều những cô bác chưa từng biết ở trong cái màn hình CRT này có cái gì trong này luôn. Thiệt mình đập ra rồi phát hiện ở trong này có cái miếng lưới rất là tốt luôn nè cô bác. Miếng lưới này không bằng biết bằng cái chất liệu gì, nhưng mà nó không hề xét không ấy cho nó cô bác. Có nghĩa là cái này theo mình nghĩ không biết nó có mạ chrome hay là miếng inox nguyên chất gì không biết. Miếng này rất là tốt luôn. Cái này là lưới nè cô á. Lưới mà nó mỏng mà mịn kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đó. Miếng này có thể sử dụng được nè cô á.
nó phải sử dụng này kia rồi được đó, sử dụng đồ chơi chứ không có sử dụng đồ ăn được nha. Đồ chơi đựng này đựng kia, có thể là mình rửa đồ rồi đó cô bác, mình rửa ốc tán rồi bỏ đây được, tại vì bốn bên nó bít bùng chơi nè, nè bề cao nó bít bùng bề lên khoảng 3-4 phân đó cô bác. Đó, nó giống như cái gỗ rồi, ha, rửa ốc tán cái gì mở máy rồi ra đó cô bác, rửa ốc tán rồi. Cũng im ha, giả sử tưởng tượng đi thì mình cũng sử dụng được. Tại mình thấy người ta thả trâu dưới sông rất là nhiều luôn cô bác, tại cái này đâu có bán, bây giờ người ta đâu có mua dây chai thủy tinh nữa. Thì cấu tạo của cái này á, theo mình biết chút đỉnh đó cô bác ơi, mình không phải dân chuyên nghiệp, không biết trời chẳng gì nhiều, thì ở đây khi mình mà câu điện vô cô bác sẽ có một cái chùm sáng đi qua đây, có 2-3 cái ấy đây, cái miếng chặn ở đây đó, miếng chặn ngang và miếng chặn xuôi, nó sẽ phát cái đường điện qua đây, nó chiếu qua cái phần mát mà cái phần phốt pho ở đây nè của phốt pho nè, thì cái tấm lưới này là nó có cái tác dụng nó phản xạ cái tia điện tử nè của cái tia điện tử đi qua đi ra, nó giống như là cái dồi sen hả của nó qua đây đó, nó sẽ chia ra, nó phát tán rồi ở phía sau của miếng lưới này, tức là ở sát cái màn hình là có một lớp phốt pho của bác, thì cái tia điện tử nó đi qua cái lớp này à, qua lớp này à, ha, rồi nó mới tới cái lớp phốt pho, thì cái lớp phốt pho nó sẽ phát sáng lên, phát sáng nó bao gồm có hình như là ba loại ánh sáng màu đỏ nè, màu xanh da trời và xanh lá cây, nó sẽ chia màu theo màu RGB. À, cô bác nào rành Photoshop thì sẽ sẽ biết cái màu thì nó dễ hơn ha, RGB hoặc là sRGB của trong Photoshop được rồi cô bác, màu chuẩn đó thì nó sẽ ra cái hình. Thì cái đó là mình nói đơn giản là mình đưa đây là nó sẽ truyền điện sáng cái phốt pho ở trong, ở phốt pho phát sáng thì nó tạo ra màu, đơn giản như thế ha cô bác. Nó kêu bằng TV CRT là tại vì cái từ viết tắt của cái gì quên mất tiêu rồi cô bác ơi, cái từ viết tắt CRT là từ viết tắt đó, không phải là cái từ chính thức. Ví dụ cái thành phố Hồ Chí Minh thì mình viết tắt là HCM phải không cô bác, thì cái CRT cũng vậy. Thì vậy là đầu tiên là mình có cái CRT này, rồi lên tới cái plasma rồi tới cái LCD, rồi bây giờ mình lên màn hình LED rồi đó cô bác, rồi hiện tại là có màn hình OLED luôn đó ha. À, quá trời tiến bộ luôn ha. Input ôi nó la nó đầu dưới nhà quá cô bác. Cô bác thông cảm, cái này thực sự mình không có muốn quay, nhưng mà nãy giờ là không có định quay đó cô bác, mình chỉ muốn khám phá trong này có gì không à. Tại mình đập ra cái này nhiều khi mấy đứa nhỏ mà nó có coi cái này cái nó cũng bắt chước mình đập mình ra, rất là nguy hiểm cô bác. Cái này nè nó có phốt pho ở trong nè, cái này đứt là máu không cầm được nè cô bác, có phốt pho ở trong nè, đứt là máu không cầm được đó, rất là cẩn thận. Giống như là mấy cái bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn dài mét 2-3 tấc 6 tấc đồ ngày xưa đó cô bác, nó có lớp phốt pho ở trong đó, đứt tay ha, là kìa máu không được đó. Cái phốt pho này độc lắm nè, bởi vì nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình thử một lần, mình coi thử trong này có cái gì, thì cô bác thấy nè, ở đây có những cái cục nam châm rồi vân vân nè ha. Thì cái cùi này hồi nãy mình đập là cái cùi đuôi đằng sau đóng tiêu không biết, hình như để kiếm cái bao tài mang vô là lấy cái gì. Cái này dít dít ra cô bác coi, đừng có đụng vô, nguy hiểm dữ lắm nha, tại vì nó đứt cái là nó đứt tay là nó không có kìm ra được đó. Cái này nó phát cái tia điện rồi nè, hình như là cái cục nam châm ở trong nữa nè. Còn phía trong có thấy ha, cái máy mình cục bay không ta? Nè, trong nè. Nó phát điện từ đây ha, rồi nó mới đây nó nè, rồi nó chiếu vô trong phát sáng, rồi nó sáng lên cái phốt pho. Nguyên lý hoạt động thì nó vậy đó. Em lỡ mình đập cái này ra luôn nha. Rồi chút xíu mình sẽ đập cái kia nữa để cô bác xem à, hiện tại là trong này có gì đâu. Cái này á cô bác, chừng nữa là mình sẽ lấy cái thùng BB, bắt đầu mình gom, mình đập nhuyễn bỏ trong cái thùng BB, bắt đầu mình đào một cái lỗ thiệt là sâu, cái mình bỏ luôn cái thùng BB trong luôn cho nó an toàn.
chứ không bỏ xong, bỏ xong này sợ người ta đứt tay chân chết. Mình khám phá thử một lần cho biết rồi, bên trong là của bên trong cái phần của cái điện tử này, cái điện tử này của thì lấy cái kìm mà. À, bữa nay mình với cô bác khám phá ở trong cái đuôi đèn nó có cái gì nghe. À, cái này máy thợ điện tử thì gần lắm cô bác ơi, còn cái dân như mình với cô bác là nhiều khi đâu có ai mà thử mấy cái này làm gì. Thành ra cũng không biết trong này có cái gì. Để mình cắt nó ra. Đây. Rồi. Nè cô bác ơi, xong rồi đó. Ở bên trong nè. Mình sợ mấy cái này nó có độc quá cô bác. Hít vào nó không có được tốt á, thành ra mình cẩn thận với nó. Nè cô bác ơi. Bên trong là nó cấu tạo gì tựa lưa tàn lan hết rồi. Để mình gỡ cái miếng này ra thử có cái gì trong này nha. Để bớt ánh sáng đèn, hình như nó hơi chá. Đang quá. Ừ, được. Cái gì dễ thấy hơn nè cô bác ơi. Nhích lên sáng chút xíu rồi. Em yêu khoa học coi thử nó thiệt, mình đảm bảo chắc cũng nhiều cô bác đâu có từng mà gỡ cái này ra làm cái gì. Mình thì cái gì cũng hơi ấy, muốn khám phá thử bên trong này có cái gì, mấy cái này là cái gì. Có cái ống là của cái này thì nó trổ vô trong, nó tạo những cái tia điện tử đây. À, các bạn thấy ha. Theo mình biết thì cái này nó có 500 nữa, mà sao cái cục 500 không biết nó ở cái khúc nào không thấy. Cái này đâu có cái nào 500. Rồi. Tạm thời là gì hả cô bác? Đèn sáng sáng nào xíu rồi cô bác, mình dễ thấy nha. Thì trong cái tivi này nếu như mình lấy được cái gì á, thì mình chỉ thấy là lấy được có cái miếng lưới này nè cô bác. Miếng lưới này cảm nhận nó rất là tốt. Có thể nó mạ chrome hay mạ cái gì mà nó không xét. Tại vì cái này mình để mà cái bóng đèn hình này đâu có xương gió gì vô được ha cô bác. Tại trong nó bích chạch rồi, tuy mình để ngoài mưa nắng đó, mình mới đem vô đó. Cái này đốt lâu ngày nó bị nám luôn nè cô bác. Cô bác thấy rồi, nó nám luôn đó. Bóng đèn hình đốt không biết bao nhiêu ngàn giờ rồi. Cái này của LG cô bác ơi. Cái miếng này của LG nè. Cái tên LG đó ha. Rồi, bây giờ là tới mình với đây. À, với mình được mấy cái miếng này nữa nè. Cái miếng này giống như miếng nhôm đó cô bác ơi. Không biết phải miếng nhôm, còn tất cả còn lại là thủy tinh nè. Nó có một cái nền nữa. Để mình lấy cái nền cô bác xem nha. Người ta lo chứ phải tôi lo. Là lo. Vậy cô chứ gì được.
cô có thấy được khi mình gả một cái tivi mình sẽ lấy được những cái gì nha. Đây này cô á, mình sẽ lấy được một cái cuộn dây đồng này. Cuộn dây đồng này bình thường nếu như mình sơ ý, mình không phải là dân trong nghề thì không biết đường lấy cọng dây đồng nè cô, nói thiệt luôn. Tại vì cọng dây đồng nè người ta quấn bằng cái keo đen, quấn thành một cục tròn do luôn, quấn keo đen giống hệt như là cái sợi dây luôn. Bình thường cô bác nhìn không biết đâu, là cái sợi dây đồng này người ta treo xung quanh cái bóng đèn hình này nè, đó, để khử nhiễu khử tự gì đó. Rồi người ta quấn lại bằng keo đen là cô bác tưởng giống như là cái sợi dây găng hay gì quấn xung quanh thôi, nhưng mà khi gỡ cái cọng dây đó rất là chằng ai thì mình sẽ được một cái cuộn dây đồng nguyên chất gì nè cô bác, rất là nhiều đồng luôn nè. Đồng này buộc đồ rất là im, cộng cũng bự lắm cô bác. Nó quấn tưởng tượng gì nè, nó quấn giống thịt như là cái tai nghe bluetooth vậy nè cô bác, quấn vậy nè, quấn một cái lớp gì nè ở ngoài nè. Mình lúc đầu mình cũng tưởng tượng đây là cái cái cọng dây mà dây mũ hay gì xung quanh đó không à, nhưng mà khi mà mình lấy kìm mình bấm mình ấy ra thì mình mới phát hiện ở trong này là dây đồng của bác, nguyên một cuộn dây đồng nguyên y nguyên gì nè, mình còn để nguyên gì nè, chưa có quấn là nó sẵn vậy đó của bác, nó sẵn vậy đó. Cô bác thấy nè, ở trong là đồng nguyên chất nữa nè, với một cái nền, cái nền này là để bọc xung quanh cái màn hình này nè cô bác, để người ta ký ốc đồ hoặc là người ta ký cái vỏ đồ vô đó. Thì mình lấy cái cưa mình cắt ra để khám phá trong cái nó có cái gì. Thì cái nền này để chế đồ chơi được cô ạ. Cái nền hình như bằng nhôm, hình như nhôm chứ không phải sắt, nhôm mỏng như này, để nữa mình chế đồ chơi đều được. Rồi nhắc này mình sẽ mở cái màn hình đó ra để cô bác mình xem ha. Thì theo mình thấy mà cái mà mình sử dụng mà thấy nó im nhất ở trong cái tivi khi mình tháo ra là mình thấy chấm, cái mà quan trọng nhất là cái cuộn dây đồng này thôi. Cuộn dây đồng quấn xung quanh này nó chằn xung quanh bóng đèn hình này nè cô đó. Mà sơ ý thì mình không biết đây là cái cọng dây đồng, gỡ ra rất là lâu, gỡ ra là khoảng 15 phút mới lấy được cọng dây đồng nè cô bác. Người ta quấn rất là nhiều lớp bơ, lớp keo đen cách điện á, quấn kín mít luôn. Rồi chắc này mình sẽ lấy cái màn hình này nghe cô bác, lấy cái bóng đèn hình này ra nha, có nghĩa là mình thịt nó đó. Cô bác thấy nè, mình chế cái búa nè cô bác, biết chưa, mình dở cái búa lên sao mình bỏ xuống là nó bể đó. Tại vì mình sợ cái hơi phốt pho của cô bác nó xì ra đó, nó độc, mình không có dám đứng gần nữa cô bác. Mấy cái này ta làm mấy cái môi trường, mấy cái chất đó rồi đó là người ta có tiền độc hại á nha. Còn cái này là mình cái dạng nè, cô bác thấy nè đó, mình làm cái bẫy nè, dở lên rồi hạ xuống nha, đó là nó bể cô bác. Cái búa 3 kg á, dở lên nhưng mà hạ xuống là nó bể đó, để mình khám phá. Thì hồi nãy của mình á là cái màn hình cong hết cô bác, màn hình cong không có giá trị nha. Còn cái màn hình này á là màn hình phẳng nha cô bác, cái này là màn hình phẳng, còn cái cũ là màn hình cong. Thì có thể là cái miếng lưới đó chừng nữa là cái miếng lưới phẳng á, thì mình cũng không biết ở trong này nó có khác chứ cái này không, tại vì hai cái loại tivi này nó khác nhau. Cái này đời mới hơn, màn hình phẳng là nó mới hơn. Rồi dở lên nha. Ở trong là cái môi trường chân không, mình đứng hơi xa sợ nhiều khi cái kho nó có cái sự cố gì không. Rồi chắc này kéo lên nha, 1 2 hoàn để cho cái búa nó đung đưa cho nó hấp dẫn nha. Cái dài thời gian buông là cái búa 3 kg gớt xuống đó là bể đó. 1 2 3 chưa bể. Rồi làm lại nha, 1 2 3 chưa bể luôn. Rồi làm lại cái nữa nha, rồi mình xích ở đằng cái đuôi cho nó dễ nha, cũng chưa bể luôn. Đó nó xì ra đó cô á, nó xì ra cô á ha, xì xè xè đó là nó hở rồi đó, bể rồi đó cô á, nó xì hơi rồi cô á, thấy không,
thì nó bay xịt hơi ra liền đó. Bởi vì ở gần nó nguy hiểm lắm, mấy cái khí đó. Rồi sao nó bể thêm mấy miếng nữa nha. Chưa. Rồi đó cô bác ơi, lủng lỗ rồi đó. Để cho nó bay hơi chút xíu đi. Mình nói lại rằng để nó nguy hiểm. Nó bay hơi lủng lỗ rồi cô bác. Quạt quạt cái hơi nó đi. Mấy cái hơi đặc lắm. Rồi chắc mình với cô bác mình mới khám phá ở trong cái này có những cái gì ở trong nha. Đây nè cô. Đây. Cái đuôi nó là tương tự như cái đuôi bên đây ha. Đuôi bên đây nãy mình đập ra rồi nè cô. Cái cũ đập ra rồi nè, còn cái mới nè. Mình cắt nó đi. Cái này mình tưởng tượng như là mấy cái ngọc đó. Giống như cái miếng ngọc vậy đó ha. Cái đường điện dẫn vào nè. Không nhận cái ông nào, cái đầu của ông sao có sạn hay gì mà chế nhiều cái hay quá ha. À, rồi còn ở trong đó thì nó bông lỏng vậy nè cô á. Bông lỏng không có chân gì đó. Rồi chắc là mình mới đập thêm nha. Cẩn thận nha. Rồi. Mình sẽ úp nó xuống. Cẩn thận miễn không. Qua bên này cho nó chấm chấm. Không có lợi rằng cái này phải cẩn thận tuyệt đối được cô bác ơi. Mình lấy đồ nghề kiếm cái gì móc móc nữa ra coi. Cái ông cái tiếp này kéo nó ra coi. Bén lắm. Mà sợ cái nữa là cô bác biết không? Nó lỡ nó đứt rồi, đứt tay đứt chân mà nó không có kìm nó. Nó còn dính ốc ở đây. Lại còn ốc này chết rồi. Rồi đó cô. Đây là cái miếng lưới nè. Rồi cô bác thấy cái miếng lưới tốt cực kỳ luôn ha. Quá tốt. Tốt hơn cái miếng kia dữ lắm cô bác. Ồ, mình đụng tay vô nó dính. Quá tốt luôn ha. Tuyệt vời luôn. Rồi cái này thì lấy ra thì cái này nó có cái mép móc gì nè cô. Cái móc ở đây nè. Mình lại lấy cái móc ra nha. Lấy cái kìm tháo cái móc ra. Cái móc để người ta gài lại nè. Một móc. Cái này thì nó không có bén đâu á. Cái này thì nãy nó không có bén. Cái này cũng như ton thiết thường thôi, người ta gà hết rồi nó không có. Gỡ cái móc này. Này cái móc. Cái kia nhiều móc lắm, cổ tivi này sao nó ít móc. Cái tivi hình nãy mình đập rồi. Đâu phải chục cái móc. Cái này hình như có 4 cái móc rồi. Đúng rồi, một bên móc là có 4 cái móc. Cái kia cả chục cái móc.
tôn này nữa. Miếng tôn này chắc không xài, miếng này mỏng quá thôi, cái kia thì nó dày hơn. Cái hồi nãy mình gỡ ra thì nó dày hơn nè. Cái này giật ra đi, cái này ở phía ngoài rồi, bữa nay mình khám phá ở trong ruột hả. Nè, có thấy nè, cái này thì nó không có tốt được như cái này. Cô bác thấy tuyệt vời luôn. Cái miếng này quá đẹp luôn. Rồi cái miếng của cũ hồi nãy nè, miếng này thì nó không đẹp bằng ha. Cái này nó phẳng phẳng rồi kìa, cũng không đẹp bằng nữa cô bác. Bên này là của màn hình phẳng thôi, nhưng mà nó vẫn cong. Cô bác coi nè, tuy là của màn hình phẳng nhưng mà cái miếng lưới ở trong nó vẫn cong, để nó phản xạ ánh sáng, nó bung xòe ánh sáng rồi cô bác. Nó chiếu ở trong nó bung xòe ánh sáng rồi đó. Còn cái này nó còn cong hơn nữa thì nó càng có ánh sáng nó bung ra còn dữ nữa. Đầu tiên á thì người ta ra là ra cái màn hình cong cô bác, có nghĩa là để lấy cái để viết nè. Bữa nay mình trò chuyện chơi nha cô bác. Đầu tiên á là người ta ra cái màn hình nó cong gì, màn hình nó cong gì nè cô bác, cái tivi của mình á, cái tivi của mình ra cái màn hình nó cong vòng gì nè, nó cong về phía trước gì nè cô bác. Mình là cái người ở trước mình coi nè, mình là cái người trước mình coi nè. Công nhận vẽ người ta đẹp hết sức nha. Mình coi cái màn hình, cái màn hình nó cong lên trước vậy nè. Ngày xưa ha. Cái màn hình đây, rồi cái từ từ cái người ta chế ra cái màn hình phẳng. Chế ra được cái màn hình phẳng đó, người ta ở trước người ta coi đó, chắc này là các màn hình phẳng ra cô bác. Rồi bây giờ người đã ta đã chế ra cái màn hình cong, người ta lá cong là hấp vô trong vậy. Cô bác thấy không? từ cong tới thẳng, rồi bây giờ tới lõm. Cong ngược đó cô bác đó, như cái màn hình 49 inch của mình trong nhà đang xài đó là cái cong lõm này nè. Tại vì á người ta nói á, cái cong này á thì nó là sẽ làm méo con người đi. Méo cái người ta cô bác, người ta bị bung cái chỗ này nè. Rồi cái góc này nhìn, nếu như coi ở cái bên này thì coi qua cái góc bên này á thì coi nó bị khuất cái góc, nó mờ cái góc. Rồi thành ra người ta mới chế ra cái tivi cho nó phẳng, là người ta không có bị cong, người ta trong cái tivi này ha, hình ảnh là nó không có bị méo mó. Và cái góc này coi nó dễ hơn được một chút nữa. Góc trên góc dưới nè cô bác, góc khuất đó. Cũng giống như đi xe người ta gọi là có cái góc chết á, nhìn không có rõ đó. Rồi bây giờ tới cái màn hình lõm. Màn hình lõm này thì người ta nói cái người ta ở giữa này mà coi, thì người ta coi ở cái góc giữa này cũng đúng một khoảng cách, và cái góc xa này cũng đúng một khoảng cách. Tại vì nó lõm mà cô á, ở đây cũng đúng một khoảng cách, thì thành ra mấy cái góc khuất này người ta coi nó vẫn thấy rõ. Đó cô á. Mà cái điểm khác nhau giữa những cái màn hình này á cô á, là cái độ tương phản của những cái màn hình mà dạng mà plasma hoặc là cái màn hình CRT này là cái độ tương phản rất là tốt luôn. Có nghĩa là cái giữa cái màu đen và cái màu trắng mình nhìn thấy nó rất là rõ luôn. Nó phân biệt giữa màu đen và màu trắng đó cô á. Nó không có dạng mà lớ lỡ lỡ phải không? Còn cái dạng mà thường thường mấy TV thường á cô á, mình xem là nó lớ lỡ lỡ, nó nửa trắng nửa đen, phải không cô? Đen ra đen, trắng ra trắng, cái màu nó phân biệt. Bởi vì mấy cái dân đồ họa người ta thích những cái màn hình nào mà có độ tương phản nhiều á, màu xanh, chỗ nào xanh ra xanh, chỗ nào đen đen, chỗ nào trắng ra trắng, chỗ nào đỏ đỏ, chỗ nào vàng vàng, ví dụ đi, cái đó gọi độ tương phản. Bởi vì người ta thích coi mấy cái tivi mà dạng CRT, mấy cái chỗ mà đồ họa đồ đó quá. Thời gian trước đây thì người ta vẫn còn xài những cái màn hình mà bóng đèn dày CRT này nè, mình thấy xài rất là nhiều. Rồi thời gian này thì tiến bộ rồi, ta bỏ qua. Tại vì mấy cái này nó hơi hao điện hơn mấy cái màn hình LED. Tuy là mấy cái màn hình vi tính đó của dạng CRT này, người ta rất thích, mấy cái dạng đồ họa rất là thích. Hồi trước mình cũng xài hết mấy cái đó, rất là thích. Nhưng mà nó khó cái nó, cái màn hình nó thì không có bự. Tại vì nó xưa rồi, nó không có bự là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó hao điện. Nó chiếm cái không gian quá nhiều luôn. Thành ra bây giờ người ta chuyển qua LED, màn hình LCD rồi tới LED, rồi bây giờ người ta lên OLED rồi vân vân đó. Nhưng mà nếu
mình nói nếu cùng một cái phân khúc mà nói về giá thì những cái màn hình plasma hoặc là CRT này thì nó rẻ hơn LED với LCD nhiều, đúng không cô? Tại vì nó lỗi thời, nhưng mà được cái độ tương phản nó tốt. Còn độ phân giải hình ảnh thì có thể là nó thua, độ phân giải hình ảnh thì thua, nhưng mà cái độ tương phản nó rất là tốt thôi. Nhất là cô bác có thể dễ so sánh là những cái tivi mà plasma. Hồi trước đây mình có xài cái tivi plasma của Panasonic 42 inch, tivi 3D đó, plasma ha. Coi phim một cái là cô bác coi là đã con mắt luôn. Plasma cái độ tương phản nó rất là tốt luôn cô bác. Có nghĩa là cái chỗ nào đen ha, là nó đen ống luôn, chỗ nào trắng là ra trắng. Còn nếu như mà màn hình thường ha, mà nó không có tới màu rồi đó cô bác ơi, cái chỗ đen rồi mà nó không có đen. nó đen nhưng mà cái màu đen nó chưa tới, nó trắng mà cái màu trắng nó chưa tới. Và những cái khi mà nó chuyển động cái tần số quét của mấy thằng plasma này rồi đó cô bác, bằng cái phosphor nè, thì nó rất là tốt, cái tần số quét nó rất là tốt. Nó như coi phim hay gì mấy cái màn hình plasma rồi đó ha, màn hình hơi khá dày đó, nó đã mỏng hơn so với những cái bóng đèn này rồi, nhưng mà coi phim rất là tốt. Nhưng mà từ từ bây giờ người ta đã cải tiến rồi, của người ta cải tiến mấy cái màn hình LED nè, bây giờ cái độ tương phản cũng tốt rồi, rồi cái tần số quét nó cũng tốt rồi. Cái này là mình trò chuyện chơi hết cô bác, cái dân trong nghề cô bác là không trò chuyện chết luôn. Tại vì mình nói tào lao, nói chặt đúng tùm lum, nhưng mà ở đây mình nói cái dạng như mình như cô bác là không có biết gì về cái này chứ, cái mình trò chuyện để mình tìm hiểu thêm chút dinh chút vậy đó. Thì những cái màn hình này thì tóm lại thì cái điểm nổi bật nhất của nó là cái độ tương phản giữa màu này và màu kia cô bác. Cái độ tương phản nó rất là tốt, với cái tần số quét của nó cũng rất là tốt, cái ưu điểm của nó đó cô bác. Và cái nhược điểm của nó là nó dày. Nó dày á cô bác, cái tivi là cả 4-5 tấc bị dày đó. Trong khi cái tivi bây giờ của mình khoảng chừng 3 phân 4 phân như vậy cô bác. Có mấy cái tivi nào mà nó full viền luôn, nó bỏ viền luôn, nó còn mỏng dữ dội nữa, cái bề gáy nó một móng tanh à. Nó còn mỏng dữ dội nữa. Còn mấy cái này thì nó dày nhiều khi từ cái bóng đèn hình tới cái đuôi đó của bác ơi hơn 2 gang. Mấy tivi rồi đó 14 inch rồi mình xài 21 inch, 24 inch, 29 inch rồi đó cô bác. Hồi ngày xưa nó dày cỏ mà khiêng không nổi luôn nữa. Còn trong khi cái tivi 49 inch mình ôm nhẹ nhàng, nhưng mà cái tivi 21 inch này là bưng chẳng ai đó. Nặng nề dữ lắm luôn, tại vì nó làm bằng thủy tinh. Nó có thủy tinh. Cô bác thấy nó dày, hồi nãy mình đo là tới phân mấy rồi hả cô? Cũng khiếp không? Còn ở trên với sau lưng thì nó mỏng hơn. Ví dụ như ở sau lưng nè cô bác, để mình đo thử cô bác xem nha. Ở sau lưng ở đây chỉ có 6 ly rồi cô bác. 6 ly là hơn nửa phân chút. Trong khi ở đây là tới 1 phân 3 nữa, phải không cô bác? Nãy mình đo là tới 1 phân 3 nữa. Này cô bác thấy được ở trong. Còn cái này là cái lớp phosphor ở trong nè cô bác. Cô bác sẽ thấy nè, cái lớp phosphor ở trong. Cô bác thấy ha. Nè. Rồi, cô bác thấy ha. Mấy cái này độc lắm. Ví dụ như mấy cái đèn mà huỳnh quang ở đây nè, để mình ra đây quay cho cô bác coi. Mấy đèn huỳnh quang của mình ngày xưa. Đây. Mấy cái này cũng có một lớp phosphor ở trong này cô bác. Mấy cái này độc lắm nè. Cái này người ta đem đi đánh lộn á, là máu cầm không được đó cô bác. Cầm máu không được á, 3 tấc nè, 6 tấc nè, thước 2 nè. Mấy cái này nè, nguy hiểm lắm đó, đứt tay đó. Cầm mà lỡ mà đứt tay cô bác ơi, cầm máu chẳng ai không được đó. Tại vì phosphor nó không có cầm máu được, khó, nguy hiểm lắm. Thành ra mình gỡ cái này ra. Mình định gỡ thử một cái một hà để coi bên trong nó có những gì. thì mình đã được một cái này làm đồ chơi quá. Ở trong thì cái bóng đèn nó cháy riết nè cô, nó cháy riết mà ở trong là nó bị nám luôn, nó nám màu luôn nè cô. Còn ở ngoài thì nó không có gì hết, ở ngoài thì rất là tốt.
Cái lưới này thì tuyệt vời luôn ha. Ủa? Giả sử mình nói chơi thôi nha cô bác, cái này mà mình lượt dừa hết sảy luôn. Nhưng mà mấy cái này không có xài đồ ăn được cô bác ơi. Có phốt phò nó ngấm trong này không nguy hiểm. Mình chỉ rửa đồ rồi thôi, rửa ốc tán rồi là tuyệt vời luôn đó. Bốn bên nó bích kịch cho nè. Giả sử vậy thôi, mình tận dụng làm đồ chơi. Mình tháo ra để mình coi thử bên trong có cái gì. Rồi sẵn rồi mình quay lại tháo thêm cái nữa, chứ đáng lẽ nãy mình tháo một cái nè. Mình tháo thêm cái nữa để cô bác với mình xem thử ở trong có cái gì thì mình đã tận dụng được rồi đó. Ví dụ như thường á thì cô bác giả sử có những cái tivi mà cũ rồi cô bác, bây giờ bán chạy chai tao không mua nó, mua 50.000 cái à. Thì cô bác tháo cái nắp đít nó ra, gỡ sao nó có một cuộn dây nó quấn thì cô bác gỡ ra được khúc dây đồng này để xài lặt vặt đồ chơi. Nó quấn ở sau bóng đèn hình nó, cô bác khỏi đập cái đó ra nha, đập nó ra nguy hiểm. Mình đập cái bữa nay mình đập để thử tham quan thôi, chứ ai mà quay phim ban ngày đáng lẽ quay phim mình ai quay phim ban đêm đáng lẽ mình quay phim ban ngày á, nhưng mà mình không có ý định quay. Nhưng mà đập ra cái mình coi ở trong có cái miếng lưới nó lạ quá. Nhiều khi cô bác cũng không có cái dịp mà đập gì nữa để mình thử ở trong nó có cái gì đó. Rồi vậy là mình mấy cái miếng này thì chắc không xài cô bác ơi, mấy này là mì gon đồ chơi hoặc là mình cắt làm lông đền đồ chơi chứ làm gì. Quan trọng là mình được mấy cái miếng lưới nè. Được đồ đồ chơi để mình ấp lại cái bài đây này nhìn mới đẹp. À, thì tivi nó có tuổi thọ của bóng đèn hình trơn của không, nó đốt viết mà nó cháy ở trong luôn rồi của thấy khủng khiếp ha. Chỉ giỏi ha. Đẹp ghê ha. Cái này thì bên này thì không bằng của bác, lưới bên này mình thấy nó không có sắc sảo bằng ha, bên này thì nó sắc sảo hơn. Cô bác thấy là bên này nó hơi thụng hơi ấy rồi, nó không đều, trong khi bên này thì nó rất là đều. Không có đều à. Không có sắc sảo bằng bên này. Rồi mấy cái tivi nè cô bác ơi, hồi mới ra đó tính bằng mấy chỉ vàng đó. Cả cây vàng nữa, hồi mới ra của mắc lắm chứ đâu có phải rẻ đâu, biết bao nhiêu tiền bạc nó sắm nổi nè. Nhưng mà theo thời gian thì bây giờ nó đâu có còn giá trị nữa. Như mình ở trong còn cái tivi 19 inch đó cô bác ơi, cũng đồ cổ nữa đó, nó cũng mua biết nhiêu tiền. Đấy, hồi đó mà mua tivi 14 inch đó cô bác ơi, cả sớm đâu ai có đâu. Là đó cũng vinh dự lắm rồi đó. Vậy chứ bây giờ cô bác đi dạ dạ sớm thôi, tivi 40-50 inch nhóc chân. Giờ nó tiến bộ rồi đó. Rồi vậy là cô bác với mình đã cùng khám phá xong, để mình nhích vô chút xíu gì để cô bác coi cái chiến lợi phẩm của mình nha. Mấy cái này thì không sợ đứt tay cô bác ơi, nó không có bén. Cái này không xài, chỉ xài được hai nắp đó thôi. Rồi vậy là mình với cô bác đã khám phá xong bên trong cái bóng đèn hình của cái tivi CRT này nó bao gồm những cái gì. Thì cái này thì thủy tinh thì người ta không có mua dây chai cô bác, phải mua dây chai mình bán cái thì nó an toàn rồi đó. Bây giờ không được thì một chút rồi mình sẽ đập ra nó nhỏ gì nào cô bác. Bắt đầu mình bỏ vô cái thùng BB, cái thùng mũ. Bắt đầu mình ém cho nó cứng ở trong rồi bắt đầu mình đào cái lỗ mình chôn thiệt là sâu dưới đất luôn. Chứ cái này không có chỗ nào để đâu cô bác, không có chỗ nào để, chỉ có chôn sâu dưới đất thôi. Rồi mình bỏ trong cái thùng rồi đó. Cái thùng B thì nó rất là dày cô bác. Cái thùng B này rồi nè, nhân dân rồi nè. Nó quá. Cái mình lấy cái miếng mũ cứng mình đè xuống cái nữa. Để thùng B này chôn dưới đất rồi biết chừng nào mới hư. Chắc cũng lâu hư lắm. Thành ra có gì thì người ta đào đụng cái thùng B cũng không có nguy hiểm. Giả sử vậy đi. Miếng nhỏ nhỏ vậy nè, đập cái này ra cho nó nhỏ nhỏ để cho nó an toàn. Tại mình thấy người ta thả trâu dưới sông nhóc chân. Nhưng mà đâu có ai mà đập cái này ra để coi trong có cái gì cô bác. Thì cô bác đã thấy rồi đó, bên trong không có hết trơn á, nó toàn là mà thủy tinh không chứ không có gì đó. Với cái lớp phốt pho đó cô bác, hồi nãy nó xì ra đó, hồi nãy là mình vừa thả cái búa xuống mà bể nứt ra sao là nó xì ra liền, xì xì giống như xịt sơn đó cô bác. Xì khoảng chừng 2-3 giây là nó ra hết hơi ở trong rồi, tại vì ở đây là hình như là môi trường chân không đó. Rồi. Vậy là xong chưa ta? Rồi.
Rồi để mình quay xung quanh đây cô bác tham quan cái nhà của mình cái nữa nha. Đó, cái này ban đêm mà cái này là khoảng 9 giờ đó cô bác. Bán ve chai hết rồi. Cho nó chấm rồi cô bác thấy nè. Rồi. Vậy là xong luôn. Rồi rất cảm ơn cô bác đã. Ủa mình còn cái chỗ nào chưa quay để cô bác xem nữa không ta? À, tại vì cái này thiệt tình mà nói chắc cũng có rất rất nhiều những cái cô bác mà chưa từng mà giống như mình vậy đó. Không biết ở trong này nó có cái gì thì cái bóng đèn hình thì chắc gặp hoài rồi đó, nhưng mà ở trong á có ai mà khùng điên như mình mà đập ra để coi ở trong có gì đâu thì sẵn là mình coi chơi đó. Rồi cái lỗ rất là mịn luôn, cái lỗ nhỏ xíu à, cây kim mà mai quần áo chưa chắc lọt đó cô, cái lỗ quá nhỏ luôn. Rồi vậy là video của mình tới đây kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha.